Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 6 tháng 3, xin kính mời quý vị đến với tin tức nóng nhất sau đây. Báo động F0 tăng vọt, hàng loạt địa phương lập đỉnh dịch mới. Nóng, Bộ Y tế đề xuất F0, F1 có thể đi làm. Đồng Nai cảnh báo biến chủng Omicron lây lan nhanh trong cộng đồng. Đề xuất cho phép nhà thuốc được kê đơn thuốc kháng virus cho bệnh nhân Covid-19. Bộ Y tế xin tạm dừng thông báo số ca Covid-19 hàng ngày. Và sau đây xin kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin báo động, F0 tăng vọt, hàng loạt địa phương lập đỉnh dịch mới. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã vượt 25.000 F0 mới trong ngày, trong đó 9.407 ca trong cộng đồng. Tối ngày 5 tháng 3, Hà Nội ghi nhận 25.013 ca bệnh, bao gồm 9.407 ca cộng đồng, 15.606 ca cách ly. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Bắc Từ Liêm 1.454, Đông Anh 1.442, Hoài Đức 1368, Hoàng Mai 1 1322, Sóc Sơn 1.310. Hà Nam vượt mốc 2.000 ca F0 trong ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 5 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 2.146 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, số ca bệnh cộng dồn từ 19 tháng 9 năm 2021 đến nay 22.536 trường hợp. Cụ thể, tại khu cách ly ghi nhận 56 trường hợp là F1 liên quan các ổ dịch trên địa bàn tỉnh, hai trường hợp liên quan các khu phong tỏa, 2088 trường hợp qua sàng lọc y tế. Trong ngày 5 tháng 3, tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm hai trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Số ca tử vong cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 đến nay 30 trường hợp. Nam Định 3.536 ca dương tính với SARS-CoV-2 Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 5 tháng 3, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 3.536 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2.509 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. Huyện Hải Hậu 359 ca, thành phố Nam Định 753 ca, huyện Vụ Bản 375 ca, huyện Ý Yên 417 ca, huyện Nam Trực 270 ca, huyện Xuân Trường 285 ca, huyện Nghĩa Hưng 293 ca. Huyện Trực Ninh 313 ca, huyện Giao Thủy 308 ca, huyện Mỹ Lộc 160 ca. Thanh Hóa ghi nhận 1099 F0. Ngày 5 tháng 3, Thanh Hóa ghi nhận 1099 ca mắc COVID-19, duy trì ở mức cao và trong ngày không có bệnh nhân tử vong. Đến thời điểm này, Thanh Hóa ghi nhận 47.969 bệnh nhân COVID-19, 42.410 người được điều trị khỏi bệnh, 65 bệnh nhân tử vong. Nghệ An 7.686 ca mắc COVID-19 mới 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 7.686 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất từ trước tới nay, trong đó 1.880 ca cộng đồng. Ngày 5 tháng 3, toàn tỉnh có 5.911 trường hợp được điều trị khỏi, thêm 5 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sắp xỉ 107.000 trường hợp, 74.130 bệnh nhân đã ra viện, 125 ca tử vong, đang điều trị 32.725 bệnh nhân. Hà Tĩnh, F0 vẫn chưa giảm. Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 821 ca mắc COVID-19, trong đó 552 ca cộng đồng. Các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó. Đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 19.198 ca mắc COVID-19, 15.492 trường hợp điều trị khỏi, 16 ca tử vong. Quảng Bình, 2.133 ca mắc mới, trong ngày 5 tháng 3, Quảng Bình ghi nhận 2.133 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1.685 ca cộng đồng. Trong ngày, địa phương này có thêm 1.042 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đến nay, Quảng Bình có 35.964 ca mắc COVID-19, 20.244 bệnh nhân xuất viện, 14.881 người đang tiếp tục điều trị. Quảng Trị 1.185 F0 Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1.185 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 577 ca phát hiện trong cộng đồng. Trong ngày, Quảng Trị có thêm 1.019 trường hợp khỏi bệnh, 2 trường hợp tử vong. Đến nay, địa phương đã có 19.769 ca mắc COVID-19, 24 trường hợp tử vong. Nhiều tỉnh miền Tây F0 tăng cao Thưa quý vị, Cà Mau ghi nhận 1.732 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó thành phố Cà Mau có đến 586 trường hợp, trong ngày có 381 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong. Bến Tre có thêm 807 ca mắc mới, tất cả lây nhiễm từ cộng đồng, 172 người điều trị khỏi bệnh, ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Tiền Giang có 713 ca dương tính, trong đó 8 ca bằng phương pháp PCR, 705 ca test nhanh kháng nguyên, 19 ca điều trị khỏi, không có trường hợp nào tử vong. Hà Tĩnh thêm 419 ca mắc COVID-19, trong đó 280 ca cộng đồng, 115 ca sàng lọc cơ sở y tế, 21 trường hợp F1 thành F0, trong ngày điều trị khỏi 24 ca, không ghi nhận bệnh nhân tử vong. Trà Vinh phát hiện 367 ca mắc mới, nâng tổng số lên 40.289 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 38.405 trường hợp, trong ngày không có bệnh nhân khỏi bệnh, không ghi nhận ca tử vong. Bạc Liêu có thêm 266 ca mắc mới, trong đó 197 trường hợp cộng đồng, 218 ca bình phục, ghi nhận một trường hợp tử vong. Hậu Giang ghi nhận 232 ca mắc mới, trong đó có đến 221 ca cộng đồng, điều trị khỏi 63 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong. Cần Thơ có thêm 138 ca nhiễm SARS-CoV-2, 23 ca khỏi bệnh, ghi nhận một trường hợp tử vong. Địa phương này hiện có 3.374 F0, trong đó 285 ca điều trị tại cơ sở y tế, số còn lại cách ly điều trị tại nhà. Sóc Trăng ghi nhận 49 ca mắc COVID-19 mới, điều trị khỏi 6, không ghi nhận trường hợp tử vong. Đến nay, địa phương có 32.730 F0, điều trị khỏi 31.739, 611 ca tử vong. Đồng Tháp thêm 46 ca mắc mới. Cộng dồn từ đầu dịch đến nay 48.266 ca, số bệnh nhân COVID-19 hiện điều trị 2.410 ca, trong đó số bệnh nhân nặng và rất nặng đang điều trị 51 ca. Trong ngày có một bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết ca mắc COVID-19 gần đây tăng lên chủ yếu do biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron, chiếm gần 90% tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước. Chuyên gia y tế cảnh báo người dân không được coi nhẹ biến thể này, dù nhiễm biến thể gì, cách điều trị, cách ly theo dõi cần theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các thầy thuốc, đặc biệt là theo dõi sát các triệu chứng diễn biến để báo y tế kịp thời. Tiếp theo là tin nóng, Bộ Y tế đề xuất F0, F1 có thể đi làm. Thưa quý vị, trong đề xuất mới đây của Bộ Y tế, F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly tự nguyện quay lại làm việc, có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia công việc trực tiếp và trực tuyến. Theo đề xuất này, thời gian cách ly của F1 hiện nay 5 ngày tại nhà với người tiêm đủ liều vaccine, 7 ngày với người chưa tiêm đủ liều. Đề xuất chuyển sang theo dõi sức khỏe 10 ngày tính từ ngày phơi nhiễm thay vì cách ly. Trong thời gian theo dõi sức khỏe, F1 được yêu cầu xét nghiệm vào ngày thứ 5 nếu âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo, thực hiện 5K, không tiếp xúc với người nguy cơ cao, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh nền. Đề xuất này cũng có thêm nội dung F0 và không triệu chứng đang trong thời gian cách ly 7 ngày và chưa có kết quả xét nghiệm âm tính, có thể quay lại làm việc trực tuyến, tham gia chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại gia đình, cơ sở lưu trú hoặc điều trị. Nếu tham gia làm việc tại cơ sở điều trị phải thực hiện 5K và phòng hộ. Với F1 tiêm hoặc chưa tiêm đều có thể tham gia làm việc trực tiếp và trực tuyến. Nếu làm việc trực tiếp, các cơ sở sử dụng nhân lực phải bố trí khu vực làm việc riêng cho các F1 theo báo cáo này, hiện số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vượt 4 triệu ca, hiện có trên 1,5 triệu người điều trị, nhưng số chuyển nặng thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Tại Hà Nội, địa phương liên tục dẫn đầu về số ca mắc mới trong ngày, trên 95% số ca điều trị là ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng. Với số ca mắc tăng cao, nhiều cơ quan đơn vị, đặc biệt là khối bệnh viện, cơ sở y tế phải cho phép F0 không triệu chứng, chỉ số virus thấp về mức không còn nguy cơ lây nhiễm, CT trên 30, đi làm trở lại do thiếu nhân lực. Nhiều ý kiến đã đề nghị rút ngắn thời gian cách ly F1 hoặc bãi bỏ cách ly F1, thay bằng hình thức khác. Nếu đề xuất trên của Bộ Y tế được thông qua, khái niệm F1, người tiếp xúc gần với người nhiễm sẽ thay đổi gần như hoàn toàn. Tin tiếp theo, Đồng Nai cảnh báo biến chủng Omicron lây lan nhanh trong cộng đồng. Tối ngày 5 tháng 3, ông Phan Huy Anh Vũ, giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho hay, qua giám sát ngẫu nhiên khẳng định chủng virus SARS-CoV-2 đang lây lan trên địa bàn chủ yếu là biến chủng Omicron. Trước đó, ngày 22 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Đồng Nai lấy 10 mẫu dương tính với COVID-19 tại cộng đồng thuộc nhiều địa phương khác nhau gửi lên Viện Pasteur thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen để xác định biến thể Omicron. Đến tối cùng ngày, Viện Pasteur trả lại kết quả cho Đồng Nai với 10 trên 10 mẫu bệnh phẩm là chủng Omicron. Như vậy, xác định chủng virus đang lây lan nhanh ở Đồng Nai trong thời gian gần đây là biến chủng Omicron. Do đó, tốc độ lây lan của dịch sẽ tăng cao trong thời gian tới, ông Vũ nói. Ông Vũ cho biết thêm các biện pháp ứng phó với dịch duy trì từ trước đến nay vẫn thực hiện. Học sinh ở những địa phương vùng xanh, vùng vàng vẫn đi học bình thường. Trao đổi với phóng viên, ông Bạch Thái Bình, giám đốc CDC Đồng Nai khẳng định các biện pháp phòng chống dịch vẫn như đang thực hiện, theo ông Bình, hiện các cơ sở điều trị chưa hết công suất, bởi số bệnh nhân cần nhập viện và nặng dù có tăng hơn tháng 1 nhưng không cao. Ngoài các cơ sở đang hoạt động, Đồng Nai vẫn còn dự phòng một số cơ sở điều trị trước đây tạm dừng hoạt động. Theo Trung tâm Chỉ huy Điều hành Phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai, tuần tỉnh vừa ghi nhận thêm 4.464 ca mắc mới trong ngày 4 tháng 3, tăng 32,8% so với hôm trước. Trong đó, 196 ca phát hiện qua xét nghiệm PCR và 4.268 ca phát hiện qua xét nghiệm nhanh. Đến nay, Đồng Nai ghi nhận tổng cộng gần 330.000 ca nhiễm, tỷ lệ tử vong 0,56%. Một tuần trở lại đây, số ca nhiễm mới tại Đồng Nai tiếp tục có xu hướng tăng cao, nguồn lây ghi nhận phần lớn từ các cán bộ giáo viên, học sinh thực hiện dạy và học trực tiếp tại các trường học trên địa bàn, từ đó tạo thành ổ dịch thứ phát tại gia đình. Song song đó, dù số ca nhiễm tăng nhanh, số ca chuyển nặng nguy kịch và tử vong hàng ngày không tăng, nguyên nhân do ca nhiễm mới phần lớn ở lứa tuổi ít nguy cơ dưới 18 tuổi. Tiếp theo, đề xuất cho phép nhà thuốc được kê đơn thuốc kháng virus cho bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề nghị cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn thuốc kháng virus như Monopiravir cho bệnh nhân COVID-19 có nguyện vọng tự chi trả. Trong đó, người được kê đơn tại quầy thuốc, nhà thuốc cần có xác nhận từ cơ sở y tế bao gồm cơ sở xét nghiệm, cơ sở khám chữa bệnh trạm y tế có dương tính với SARS-CoV-2, kể cả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh hoặc người bệnh tự quay clip quá trình thực hiện test kháng thể tại nhà gửi cho người phụ trách chuyên môn của nhà thuốc, quầy thuốc để chứng minh kết quả test dương tính. Hướng dẫn đề xuất người phụ trách chuyên môn về dược tại cơ sở bán lẻ thuốc, căn cứ kết quả xét nghiệm xác định ít nhất một nguy cơ chuyển nặng của bệnh nhân. Người mua thuốc hoặc bệnh nhân phải ký một bản cam kết, trong đó có các thông tin về người bệnh, ngày test, kết quả test, việc sử dụng thuốc theo mẫu, kèm bản sao chứng minh thư của người bệnh bộ y tế xây dựng tờ hướng dẫn sử dụng để người bán thuốc hướng dẫn người mua trong đó có các thông tin đối tượng sử dụng tiêu dùng cách dùng theo dõi sau khi dùng cách xử trí khi gặp phản ứng bất thường không hiệu quả tác dụng phụ cần báo cho cơ sở y tế đồng thời cho biết áp dụng công nghệ thông tin phối hợp với hệ thống cảnh giác dược quốc gia để nhà sản xuất người bệnh cán bộ y tế báo cáo các thông tin liên quan đến an toàn sản xuất của thuốc khi sử dụng và sau khi sử dụng để tiếp tục đánh giá an toàn hiệu quả của thuốc sau khi được cấp phép lưu hành Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết đề xuất này chỉ áp dụng với thuốc kháng virus điều trị COVID-19 dùng đường uống và tại các địa bàn có tình hình dịch bệnh tăng cao, hệ thống cơ sở y tế quá tải, không thể thực hiện hiệu quả việc kê đơn thuốc, bán thuốc theo đơn cho người bệnh theo quy định. Lý do là hình thức này có hạn chế, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 là thuốc mới, cần có sự giám sát an toàn hiệu quả khi đưa ra sử dụng rộng rãi. Quan trọng nhất là việc chỉ định sử dụng thuốc cho đối tượng nào, liều dùng cần có ý kiến của bác sĩ, y sĩ, thông qua việc thăm khám theo quy định. Trong khi việc cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được phép kê đơn có thể chưa được kiểm soát chặt chẽ và thận trọng dẫn đến tình trạng lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không đúng mục đích, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Tin tiếp theo, Bộ Y tế xin tạm dừng thông báo số ca COVID-19 hàng ngày. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, Bộ Y tế có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó xin ý kiến về vấn đề tạm dừng việc thông báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày. Bộ Y tế nhấn mạnh đề xuất này nhằm tránh gây hoang mang cho người dân vì số ca nhiễm chỉ là một trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch mà chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh. Tại quyết định mới nhất về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành, có 8 chỉ số đánh giá cấp độ dịch, gồm có tỷ lệ ca mắc mới trong tuần trên địa bàn cấp xã trên 100.000 dân, tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trung bình trong 7 ngày qua ghi nhận trên địa bàn xã trên 100.000 người, tỷ lệ tử vong trong tuần trên địa bàn cấp xã trên 100.000 dân. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo tại thời điểm đánh giá của bộ y tế của địa bàn cấp xã tính trên toàn bộ dân số trên địa bàn. Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi trở lên ở người thuộc nhóm nguy cơ cao không chống chỉ định tiêm chủng trong số đối tượng ở nhóm nguy cơ cao của địa bàn cấp xã. Tỷ lệ sẵn sàng quản lý chăm sóc trên 10.000 dân, khả năng có thể quản lý chăm sóc tại địa bàn cấp xã. Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn trống tại cơ sở thu dung điều trị trên địa bàn cấp huyện trên 100.000 dân tại thời điểm đánh giá. Tỷ lệ giường điều trị tích cực ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ trên 100.000 dân. Thưa quý vị, hiện nay thì Bộ Y tế vẫn công bố số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày và bản tin lúc 18 giờ. Giai đoạn đầu khi mà dịch mới bùng phát, Bộ công bố số ca nhiễm liên tục theo 3 bản tin đó là 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ hàng ngày, sau đó thì giảm dần số lượng các tỉnh thành cũng có những bản tin riêng cập nhật tình hình dịch tại địa bàn của mình. Và theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế thì đến tối ngày 5 tháng 3, tổng số bệnh nhân COVID-19 của nước ta là 4.232.520 trường hợp, xếp thứ 21 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và riêng đợt dịch thứ tư từ 27 tháng 4 năm ngoái tới nay thì đã có thêm 4.225.053 ca do lây nhiễm ở trong nước. Các địa phương có số ca nhiễm tích lũy nhiều nhất đó là thành phố Hồ Chí Minh 548.041, Hà Nội 365.456, Bình Dương 308.418, Bắc Ninh 135.181, Quảng Ninh 122.442. Về tình hình điều trị thưa quý vị, tổng số F0 đã chữa khỏi hiện đang là 2.616.002 trường hợp. Còn 1.616.518 F0 đang điều trị. Trong số này có 4.249 bệnh nhân nặng. Toàn quốc ghi nhận 82 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày 5 tháng 3. Tới nay, Việt Nam có 40.726 người mắc COVID-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 1% trên tổng ca nhiễm.